Tại sao cô không lại kết liễu đời mình? Tại sao lại cứu ta? Hoàng nhan cô nương, tổng cộng cô nương đã hành thích ta hết 3 lần. Thân ta là thừa tướng của Đại Mông Cổ, để diệt Đại Kim Quốc của cô, hại phụ mẫu của cô. Nhưng mà cô có muốn biết là ai đã hại tổ tiên của ta hay không? Ta không biết. Tổ tiên của ta là quan tộc của Đại Liêu Quốc. Đại Liêu Quốc của ta đã bị Kim Quốc các người tiêu diệt. Con cháu Tề Gia Lục của Đại Liêu Quốc đã bị Nguyên Nhan Thị tiêu diệt hết, chỉ còn vài người. Lúc ta còn trẻ đã lập chí báo thù, cho nên đã phù trợ Mông Cổ Đại Hãn tiêu diệt Đại Kim Quốc. Vậy quan quan tương báo bao giờ mới dứt đây? Võ công của ta cao hơn cô, nhưng có đáng vào đâu? Chỉ vì ta được danh sư chỉ điểm thôi, không phải vì ta có điểm nào hơn người. Sở học thuyết trưởng công của cô đáng lý là một môn võ công thượng thừa, chỉ là người dạy cô học nghề bất tinh và đã tập luyện quá ít, cho nên bị ta khắc chế. Điều này đương nhiên. Tuổi của cô còn trẻ, chỉ cần đi tầm sư thì sẽ được hơn ta. Mỗi lần ta giao thủ với cô thì chỉ dùng tay phải, không phải là ta coi thường cô. Chỉ vì ta thấy tay trái của ta quá mạnh, nếu ta dùng tay trái sẽ đả thương tới cô. Hay là gì? Cô hãy đi tìm danh sư, khi thành công hãy đến kiếm ta. Chỉ cần cô ép ta phải dùng tay trái, ta sẽ tức khắc chịu thua, không có nửa câu than quán. Được, quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Sao? Ai đó? Thì cũng là người đau lòng giống như cô. Thật ra người là ai? Người ta thường nói quân tử báo thù 10 năm vẫn chưa muộn. Mấy lần hành thích không xong thì đã muốn tự sát, có phải quá coi thường mạng sống của mình hay không? Và cũng đã quá coi thường mối huyết hải thâm thù này. Lời của các hạ sao có lý, mời hiện thân tương kiến. Là người Mông Cổ. Tên Gia Lục Tề thì là quên quang, còn tưởng dùng tay phải thì thắng được cô. Thật ra muốn dùng đao và điểm quyệt người ta, không cần dùng tay nào hết. Ta dạy cho cô 3 chiêu thì có thể ép hắn dùng 2 tay. Ta bây giờ đánh thử với cô, ta không dùng tay không dùng chân, đánh vài chiêu với cô. Vậy ngươi dùng cái gì? Cô cứ dùng đao để mà chém ta. Nếu ta tránh không được, ta không quán trách cô. Được, vậy ta sẽ không dùng đao, chỉ dùng quyền chữ đánh người. Ta không dùng tay chân vẫn có thể giật được đao của cô, như vậy mới có thể làm cho cô phục. Lời của các hạ quá vô trường, thật ta chưa từng nghe qua. Chém thiệt đi, không cần nhường. Được. Đao của cô có thể hòa chung với chữ pháp. Thận, nội trong 3 chiêu ta giật đau của cô.
Thế nào, đã phục chưa? Cầu sư phụ chỉ điểm, tiểu nữ báo được thù cha mẹ, vĩnh viễn nhớ ơn. Nè nè nè, ta làm sao mà làm sư phụ của cô được? Được rồi, đứng dậy trước đi. Nhưng mà ta có thể dạy cho cô một biện pháp có thể giúp cô giết chết Gia Luật Tề. Chỉ cần có thể giết được Gia Luật Tề thì có thể giết được cha của hắn. Nhưng mà tu luyện võ công đâu phải chỉ trong khoảnh khắc. Đợi khi ta luyện thành thì lão Gia Luật đã không còn sống, không thể lấy đầu kẻ thù, thì vẫn chưa có thể báo được thù. Mạng của lão tặc Gia Luật trong ba khắc vẫn còn giữ được. Vậy là thế nào? Ta muốn nói giết chết tên Gia Luật Tề không khó khăn. Ta dạy cho cô ba chiều, tối nay có thể giết được hắn. Đã ba lần ta đến ám sát Gia Luật Tề thì cả ba lần ta đều bị hắn đánh bại. Bản lĩnh của hắn cao hơn ta 10 lần. Người tùy võ công rất cao cường, nhưng mà chưa chắc thắng hắn có phải hay không. Không sai, đánh thật sự nói không chừng ta thua nhiều hơn thắng. Nhưng mà dùng ba chiêu này của ta để giết hắn thì không phải là chuyện khó khăn. Thật ra ba chiêu này không có gì hay lắm, cô nhìn cho kỹ. Chiêu thứ nhất khi nãy cô dùng là dây quan thái hình. Còn chiêu thứ hai là cô đã dùng tới hai lần phu đảng tuyền thọ. Chiêu này là một trong chiêu thức cầm nã thủ. Chiêu thứ nhất là chiêu thứ hai cũng đều là võ công mà ta biết. Không lẽ chứ giờ vào ba chiêu đơn giản mà giết được Gia Luật Tề? Cô cho kỹ. Ngươi làm gì vậy? Làm ta sợ quá. Đã biết rồi chứ. Trước tiên là dùng dân quan thái hình, kế tiếp thì dùng phu đàn truyền thọ, nắm chặt tay phải của hắn, rồi giở đao tự tử. Hắn nhất định sẽ dùng tay trái để mà cứu cô. Ta còn nhớ hắn đã thề qua với cô, chỉ cần cô ép được hắn dùng tay trái thì dù giết hắn, hắn không oán hận cô. Ba chiêu này của ta, nếu như vô hiệu, ta sẽ cúi đầu lại cô. Nếu hắn không dùng tay trái để cứu ta, ta phải làm thế nào? Vậy cô đã được toại nguyện, vĩnh viễn không báo được thù thì chết cho xong chuyện. Người nói thật đúng. Xin cảm ơn đã chỉ điểm. Các hạ là ai? Hắn tên Tần Cờ, đừng có tin lời hắn nói. Ta hỏi Dương Tình quá, là người Hán, không phải là người Mông Cổ. Từ nhỏ cha mẹ đã chết hết, giống như cha mẹ của cô. Đa tạ Dương gia chỉ điểm. Đừng kêu ta là Dương gia, tuổi của ta ngang với cô thôi, gọi đại ca thì được rồi. Đa tạ Dương đại ca. Nếu lần này mùi báo được thù, mùi vĩnh viễn nhớ ơn. Bây giờ thì mùi đi tìm Gia Luật Tề. Ê, thấy người ta đẹp rồi nhìn hoài. Cô lại muốn nói cái gì đây? Vậy tại sao ngươi giúp cổ? Thân thể của cổ giống như ta, từ nhỏ đã không cha không mẹ, cha của ta đã bị người ta hại chết. Ta hiểu được cảm giác của cổ, không báo được thù của cha mẹ thì chết còn hơn sống. Ta có khác gì đâu. Không những ta không thể báo thù cho cả nhà trên dưới, mỗi ngày cũng phải phục vụ tù nhân. Phục vụ đi mặt sầu. Nghe đi, sẽ có một ngày ta phải báo huyết hải tâm thù này. Đáng tiếc là kẻ thù của ta lại ta cũng không biết. Cho dù muốn báo thù, không biết kiếm ai mà báo. Nếu hai chúng ta đều không thể báo thù, tại sao giúp Chung Nguyên nhận mình báo thù chứ? Ta nhất định không để cho cổ được. Nè, cô muốn làm gì?